cách làm đẹp da đối với da nhờn với các bạn có làn da nhờn hãy tham khảo một số mẹo làm đẹp da đặc biệt trong bài này nhằm tiết chế tuyến bã nhân dưới da những bạn có làn da nhờn luôn cảm thấy thiếu tự tin vì các tuyến bã nhân hoạt động quá mức tạo nhiều bã nhân, khiến làn da của chúng ta sáng bóng trông bóng loáng ngoài ra chúng còn dẫn đến các vấn đề về da khó chịu khác như mụn đầu đen và đầu trắng làm bít lỗ chân lông làm lỗ chân lông nở rộng Trường hợp nặng hơn, khi tiếp xúc, nhiều, bụi bặm bên ngoài có thể gây, mụn trứng cá. Vậy làm sao để làm đẹp da, hợp lý với làn da này, tẩy tế bào chết hàng tuần? Đây là một trong những phương pháp làm đẹp da hiệu quả nhất đối với da nhân. Việc dư bã nhân sinh ra nhiều tế bào da chết trên bề mặt da, điều này gây ra các tác động xấu như sẽ bị mọc mụn trứng cá, mụn đầu trắng và mụn đầu đen và thậm chí còn gây sạm da. Chính những điều này bạn hãy lưu ý, tẩy tế bào chết theo chu kỳ hàng tuần trong quá trình chăm sóc da và nên nhớ hãy nhẹ nhàng với làn da của mình, đừng quá mạnh tay trong quá trình tẩy tế bào chết nhé. Rửa mặt hàng ngày, một trong những cách hiệu quả để kiểm soát làn da nhờn là giữ làn da luôn sạch sẽ, thoáng mát. Bạn hãy rửa mặt từ 2 đến 3 lần mỗi ngày nhằm loại bỏ bụi bẩn và chất độc từ môi trường bên ngoài bám vào da mặt, gây nên các vấn đề về mụn và lỗ chân lông. Bạn cũng có thể sử dụng sữa rửa mặt dạng gheo hoặc dạng tạo bọc. Tuy nhiên với các loại sữa rửa mặt này sẽ khiến cho làn da của bạn mất đi độ ẩm tự nhiên của nó, dẫn đến việc các tuyến bã nhân tiết thêm dầu. Bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách tìm các loại sữa rửa mặt chứa các thành phần như tinh dầu nghệ, mật ong, tinh dầu trà, đắp mặt nạ hàng tuần. Bạn có thể kết hợp việc tẩy tế bào da chết ở bước đầu với liệu pháp đắp mặt nạ hàng tuần. Làm việc này hàng tuần cũng rất hiệu quả cho làn da nhân của chúng ta. Tốt nhất là bạn hãy tìm mua những loại mặt nạ với thành phần là đất sét trắng, tinh dầu đàn hương, bột cao lanh và mặt nạ đất sét rất tốt với các loại da nhờn vì chúng hấp thụ bã nhờn dư thừa rất hiệu quả, dưỡng ẩm. Có thể bạn hơi bất ngờ nhưng thật ra da nhờn cũng cần dưỡng ẩm và bổ sung độ ẩm. Hạn chế độ ẩm của da chỉ khiến các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn và tiết thêm nhiều bã nhờn. Vì vậy ta nên lựa chọn các loại dưỡng ẩm không chứa dầu, không làm tắc lỗ chân lông và có gốc nước nhé thường xuyên sử dụng kem chống nắng nếu hay ra ngoài bạn hãy lựa chọn các loại kem chống nắng dạng gheo hay những loại dành cho người da nhận những loại kem chống nắng này sẽ không khiến làn da của bạn trông bị bóng và bảo vệ làn da hiệu quả khỏi tác hại xấu của ánh sáng mặt trời hãy tránh xa đồ ăn vặt thức ăn nhanh và thức ăn chứa nhiều đường uống nhiều nước giúp bổ sung độ ẩm cần thiết cho da bài tiết chất độc hiệu quả ăn nhiều trái cây hàng ngày và bổ sung các loại rau củ vào thực đơn của mình với 5 phương pháp làm đẹp da dành cho da nhờn như trên, làn da của bạn hạn chế đáng kể việc tiết ra bã nhờn và săn chắc khỏe mạnh hơn. Đừng ngần ngại và hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp này đến bạn bè của mình nhé.